Chào các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đi vào bài mới. Mục đích của thực hành phong thủy là hóa giải, chiêu tài và trấn sát. Nhưng trước khi chúng ta muốn chiêu tài, muốn trấn sát thì chúng ta phải phát hiện ra một cục phong thủy mà ta đang gặp, đó là tìm ra sát ở đâu, những cái gì gây nên cái sát, và tìm ra chỗ nào có thể chiêu tài được. Thì mục đích chính là như vậy. Thế bây giờ, nội dung của bài hôm nay, tôi cùng với các bạn sẽ liệt kê những cái gì gây ra cái sát, cái gì gây ra cái hung, và trong hung liệu có tìm ra cái cát hay không. Đấy. Bây giờ chúng ta đi vào bài cụ thể. Thưa các bạn, không có một cục phong thủy nào mà tốt 100%. Đồng thời cũng không có một cục phong thủy nào là xấu 100%. Trước hết ta đi về tốt. Tốt như trong huyền không phi tinh là vượng sơn vượng hướng. Vượng hướng. Liên chu tam ban. Đấy, gọi là lam ban. Tam ban xảo quái đấy. Vượng sơn vượng hướng, liên chu tam ban, thất tinh đả kiếp. Rồi là hợp thập. Vân 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 vân. Cái này gọi là phải hợp thủy pháp. Còn xấu như thế nào? Bây giờ chúng ta lại đi về cái xấu. Xấu thì có rất nhiều cái xấu. Ví dụ như là thượng sơn hạ thủy. Song tinh đáo, đáo hướng. Song tinh đáo tọa. Đều là cái cánh cục xấu. Hay là gặp cái bộ bộ sao suy khí. Bộ sao suy khí. Đây. Rồi gì nữa? Ngũ hoàng đại sát. Và có những năm người ta gọi là maximum. Maximum tức là trùng hợp giữa sao vận, sao niên và sao nhật của ngũ hoàng. Rồi đại không vong, đại không vong, tiểu không vong. Còn nếu mà chúng ta còn liên quan đến bát trạch thì còn nhiều vấn đề đấy. Tam sát, rồi hoàng tuyền sát, tứ lộ hoàng tuyền, bát sát hoàng tuyền, vân vân và vân vân. Có nghĩa là khi trước khi chúng ta muốn hóa giải thì chúng ta phải tìm cho ra có bao nhiêu cái sát. Đấy. Có bao nhiêu cái sát. Sau khi tìm ra cái sát xong thì khi đó mình mới bắt đầu tìm ra việc chiêu tài. Và một cái sát nữa được xem là rất là hung, đó là phục ngâm và phản ngâm. Hôm nay chúng ta đi bài thứ 6, phục ngâm và phản ngâm. Phục ngâm, phản ngâm. Thế phục ngâm và phản ngâm nguy hại như thế nào? Theo tài liệu để lại, nếu tinh bản huyền không phi kinh mà gặp vào phản ngâm hoặc phục ngâm nặng thì khuynh gia bại sản, họa vô đơn chí, có thể là chết bất kỳ tử, gặp bệnh nan y, vân vân. Nhưng nếu nhẹ thì gia đình lụi bại, tình duyên không mặn mà, gia cảnh bất an, nghèo túng không vươn lên được, vân vân và vân vân. Thế sau khi mà với cái
phục ngâm và phản ngâm nó đem lại một cái hậu quả lớn như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cánh cục như thế nào gọi là phản ngâm và phục ngâm, để một cách logic và các bạn dễ hiểu và không quên trong quá trình mình luận tinh bản. Bây giờ các bạn hãy nắm về vấn đề này trước. Đây là một trong những yếu tố liên quan đến phản ngâm mà khi chúng ta luận tinh bản sẽ phải căn cứ vào ở chỗ này. Đây là bài học đầu tiên mà tôi đã nói. Đấy là ta đưa số 5 vào trung cung. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Đây là Hà Đồ và Lạc Thư. Ta sẽ thấy rằng những con số 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 là nó đi theo chiều tiến lên, tức là từ số nhỏ đến số lớn. Ta gọi cái thứ nhất ta khai thác về Lạc Thư, Hà Đồ, tức là ta thấy là nó phi thuận. Phi thuận tức là từ nhỏ đến lớn. Một là nó phi thuận. Hai nữa là số 5 nó nằm ở trung cung. Hà Đồ Lạc Thư lấy số 5 làm trung tâm của vũ trụ. Và người ta đã tìm ra một con đường đi. Thì con đường này người ta gọi là đường lượng thiên xích. Bài này đã giảng từ những buổi đầu. Từ quỹ đạo này và đến một thời gian sau, người ta lại phát hiện ra đó là ma phương địa đồ hóa giải. Từ những lý luận cơ bản này và người ta đã tìm ra một con đường đi gọi là lượng thiên xích. Đấy là một quỹ đạo bay của các sao. Và sau đấy người ta lại tìm ra ma phương, địa đồ và hóa giải hoàng tiền. Ma phương, địa đồ để hóa giải hoàng tiền khi những cục phong thủy mà gặp phải hoàng tiền. Cao hơn nữa, đến khi khoa học phát triển thì toán học cao cấp người ta cũng đã tìm ra ma trận. Thì ai đã học đến toán cao cấp thì sẽ học về bài về ma trận. Người ta cũng đã tìm ra một đường đi việc sắp xếp bố trí các con số đấy để tạo thành ma trận, và có ma trận đơn, ma trận kép. Đây là một phương pháp toán học vô cùng thông minh, rất là thông minh mà cũng vô cùng, và người học ở đây cũng rất là đau đầu. Tôi nhắc lại các bạn, nếu chúng ta cộng ngang thứ 7 cộng 3 bằng 10, 10 cộng 5 bằng 15. Đấy. Trên này cũng thế, 4 cộng 2 bằng 6, cộng 9 bằng 15, đây cũng bằng 15. Và số này là 8 cộng 1 bằng 9, 9 cộng 6 cũng bằng 15. Cộng ngang cũng lại 7 cộng 6 cộng 2 cũng bằng 15. Đây cũng bằng 15, 9 cộng 1 bằng 10, cộng 5 bằng 15. Đây cũng 3 cộng 4 bằng 7, cộng 8 bằng 15. Và cộng xiết cũng bằng 15, 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 5 bằng 15. Đấy. 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 5 cũng bằng 15. Đấy. Và tìm ra con đường đi này rất là toán học mà các cụ tiên sinh từ ngày xưa đã phát hiện ra, và từ đó mới phát hiện ra những cái này, để biết rằng các tiên sinh thông minh đến mức độ nào. Thì đây là tinh bản cơ bản. Bây giờ tôi sẽ đưa vào một ví dụ. Tôi lấy ví dụ là tọa dần hướng thân 240 độ. Tọa dần hướng thân. Hướng thân 240 độ. Đấy.
bây giờ ta sẽ lập tinh bàn. Tôi sẽ cùng các bạn lập một cái tinh bàn thật đầy đủ, gồm có nhiều số, con số ở trong đấy. Đấy. Ta đưa tinh bàn cơ bản hay còn gọi là nguyên đán bàn vào trong một tinh bàn luôn. Tôi đưa vào trung cung, ô đàn lộng ô trung cung, còn viết ở đâu là tùy cái con người viết. Tôi đưa số 5 vào đây. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Đấy, ta đọc. Nhất khảm, nhị khôn, tam chấn, tứ tốn, ngũ là trung, lục là càn, thất là đoài, bát là cấn, bát cấn, cửu ly. Đấy, bây giờ ta có là càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài ở trên đấy rồi. Đấy, tọa dần hướng thân, dần là ở phương cấn, ở quái cấn, bởi vì là cấn có sửu cấn dần, ta đánh dấu tọa ở đây. Đấy, đánh dấu tọa. Và số hướng là ở phương khôn. Đấy, khôn thì có mùi khôn thân, có nghĩa là tọa dần hướng thân. Tọa dần ở hướng thân, thân là ở phương khôn 240 độ. Ở vật 8, ta cho là vật 8 đi. Ta đưa số 8 vào trung cung. Số 8 vào trung cung. Phí thuận 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ chúng ta nhìn vào lá kinh để ta biết tọa dần vào hướng thân thuộc âm hay dương. Dần là thuộc vào nhân nguyên long, tức là số 2. Số 2 là tọa. Tọa 2 thuộc nhân nguyên long. Và hướng, hướng là số 5. Thì số 5 là do nằm ở trung cung, cho nên không có thiên và địa nhân. Bây giờ ta nhìn vào tinh bản cơ bản để ta biết số 2. Nhìn vào tinh bản cơ bản, ta thấy số 2 nó nằm ở phương khôn. Nhân nguyên long ở phương khôn là dương, thì con số 2 này bằng 2 dương. Còn con số 5 là con số hướng. Ta xem từ tọa dần hướng thân, số 5 là thuộc hướng thân, mà thân là nhân nguyên long thuộc dương, cho nên con số 5 này cũng thuộc là dương, bằng 5 dương. Đấy. Ta tiếp tục đưa số 2 và số 5 vào trung cung. Số 2 tọa nằm bên trái và số 5 nằm bên phải. Đương nhiên đây số dương rồi, không cần phải đánh nữa. Ta phi thuận 2 sang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Như vậy đúng rồi. Số 5 phi thuận tiếp 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Đấy. Thì lúc này ở trong từng ô của mỗi tinh bàn chúng ta có 1, 2, 3, 4 con số. Tôi lấy ví dụ các bạn đang làm trong ngôi nhà này phi tinh liên luôn. Thì năm 2019 thì số 8 là nhập trung cung, ta cứ đưa số 8 vào đây. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy. Thì do quy ước của con người thì lập tinh bàn, các bạn hãy đưa viết ở chỗ nào là tùy ở các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu xét
Bây giờ chúng ta bắt đầu xét. Các bạn đã nhìn vào từng ô. Đầu tiên là chúng ta xét sau hướng. Sau hướng đã về ở phương khôn, tức là con số 2. Đấy. Số 8 nó lại về ở phương cận. Bây giờ tôi lại nhắc lại các bạn, con số 5 ở góc phải, con số 2 ở góc phải, con số 9 góc phải, những con số ở góc phải là con số của gì ạ? Của nguyên đán bàn. Nguyên đán bàn. Thế con số 2 này là của nguyên đán bàn. Con số 8 này là của nguyên đán bàn, hay có nhiều người còn gọi là tinh bàn cơ bản. Đấy, là hạ độ lạc thư đấy. Thế bây giờ, sau khi chúng ta xét hướng thì ở hướng cũng có số 2. Đấy, sao gì hả? Lại về ở cung khôn. Và sao số 8 lại về ở cung cận. Đấy. Trong trường hợp số 5 rồi sang số 6, số 7 thì đây người ta gọi là phi thuần. Đấy, ta sẽ thấy là phi. Số 5 hướng phi thuần. Phi thuần. Đấy là một cái. Cái thứ hai, tại các ô. Tại các ô. Tại các ô. Số hướng. Số hướng trùng với. Trùng với số của nguyên đán bàn. Nguyên đán bàn. Đấy. Trong trường hợp này người ta gọi là phục ngân, bởi vì số 5 phi thuần gọi là phục ngân. Cái thứ hai, các số trùng với nguyên đán bàn thì người ta gọi là phục ngân. Phục ngân. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta xem này. Ở chấn số 3 cũng về chấn. Ở tốn số 4 cũng về tốn. Ở ly số 9 cũng về ly. Đấy, ở đoài số 7 cũng về đoài. Ở càn số 6 cũng về càn. Đấy, hai con số trùng nhau. Cái này gọi là phục ngâm toàn bàn. Phục ngâm toàn bàn. Đấy. Thì khi mà đã bị phục ngâm toàn bàn, khi tinh bàn đã bị phục ngâm toàn bàn thì người ta gọi là tăng áp lực. Các bạn chú ý cái chữ này nhé. Tăng. Tăng áp lực. Thế nào gọi là tăng áp lực? Bởi vì về với phía hướng, đáng lý ra mà được sao đắc lệnh về hướng thì tinh bàn rất là tốt. Đằng này, con số 2 nhị hắc là con sao hung thuộc hành thổ, mà lại đáo hướng, mà nó lại trùng với số của nguyên đán bàn, lúc này đại xấu lại cộng thêm một số xấu nữa, đây đã xấu lại cộng thêm một số xấu nữa, đấy gọi là tăng áp lực. Đây số 8 của sao hướng, đáng lý ra nó nằm ở phương hướng, mà đây thì nó lại nằm ở ô tọa. Khi số 8 hướng đã nằm ở phương tọa, không phát huy được tác dụng, lại trùng với hai lần, có nghĩa là càng không phát huy được tác dụng. Cái này người ta gọi là tăng áp lực, hay còn gọi là xấu lại càng xấu. Xấu lại càng xấu. Đấy. Và trong toàn tinh bàn, nếu khi chúng ta đưa cái tinh bàn này vào trong bản vẽ của ngôi nhà, có nghĩa là không có một ô nào tốt hết. Đấy, không có một ô nào tốt hết. Và muốn xem có thể, và chúng ta phải suy xét thêm liệu tinh bàn này, nhà này nó nằm trong hoàn cảnh như này có nên xây nhà hay không, thì chúng ta đang còn tiếp tục phải xét về loan đầu, người ta gọi là có hợp thủy pháp hay không hợp thủy pháp. Nếu thuận lợi có thể tiếp tục xây nhà, hoặc là tìm cách hóa giải như thế nào, thì tiếp tục những phần sau dần dần chúng ta sẽ mổ xẻ nó ra được một cách đầy đủ hơn. Hôm nay trong chuyên đề hóa giải và phải tìm ra
sát ở đâu. Thì đây tôi đã lấy ví dụ thứ nhất. Và chương này cũng chưa đủ. Các bạn muốn luận một tinh bàn để kết luận xấu hay tốt thì chúng ta đang còn nhiều vấn đề. Đó là phục ngâm, đây là phục ngâm toàn bàn, thì đã còn là phục ngâm đơn, phản ngâm đơn. Và trong phản ngâm thì lại đang còn có những trường hợp số 5 không nằm ở trung cung nhưng vẫn bị phản ngâm. Đấy, hoặc là phục ngâm đơn. Phần đấy nó hay hơn và lại khó nhìn thấy hơn. Khi các bạn thấy số 5 nằm ở đây các bạn biết là phục ngâm rồi. Đấy, hoặc là phản ngâm nếu phi nghịch. Nhưng mới đến khi số 5 nó không nằm ở đây, không nằm ở trung cung nhưng vẫn bị phục ngâm và phản ngâm đơn thì bài sau còn hay hơn nữa. Và mong các bạn quan tâm theo dõi. Bài hôm nay chúng ta dừng tại đây. Xin thân ái chào các bạn.